anh em có thích dùng gạch đỏ để lát sân như thế này không? Trước khi quyết định thì anh em hãy xem hết video này để quyết định nhé. Thì đây là một cách chọn vật liệu theo thời xưa, còn bây giờ thì đã sử dụng cái đá lát sân, màu sắc thì sẽ đẹp hơn và độ bền cũng cao hơn. Và độ sang trọng của cái đá tự nhiên này thì đương nhiên là hơn hẳn so với cái gạch đỏ hoặc là cái gạch sân vườn. Anh em mà xây nhà thì có thể là lựa chọn cái đá tự nhiên này. Tuy nhiên thì cái đá tự nhiên này thì sẽ đắt hơn so với gạch đỏ.